Giải đáp câu hỏi tuần trước, công ty cổ phần phân bón Bình Điền có các loại phân đầu trâu AT1, AT2, AT3 và AT chính là phân bón chuyên dùng cho cây ăn trái. Xin chúc mừng khán giả Trần Thanh Nhân, tỉnh An Giang đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở tầng từ 0 đến 30cm phù hợp cho trồng cà phê. A. Từ 2% đến 2,5%. B. Cao hơn hoặc bằng 2,5%. C. Dưới 2%. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ, nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084 3968 777.